Trời trời không thấy đâu. Cái gì vậy? Không ai hiểu vợ hơn hơn anh chính đó. Cái mũi cái miệng cái ông. Không vậy. Ok. Nói thử. Trời ông làm chặt quá. Nó cái thùng mà. Phải xíu vô chứ. Anh đi vô còn còn chồng nữa. Chị Hương Anh tuột xuống dưới rồi. Anh tính ơi. Ông kéo lên mấy người kéo lên. Ê ê nè. Nè. Đó, em đợi kiến hay là không kiến? Không, 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 sâu đời với sâu đời đó. Không em kiến hay là có kiến? Anh to đây. Để Phương nè, chỗ này nè. Đôi trước, đôi trước. Để em kể nó, chị thật này, chị cầm này. Cái ông tính này á. Đây, từ từ, xí. Người cái rối trật tự. Chưa, đưa nó đi. Chưa bấm mà. Cầm nó đi. Đây nha, đây nè, đây nè. Để cái này, đó, đó, hiểu chưa? Để cái này được nè. Em thua tay này của nó. Không, để cái tay. Chưa. Đây, xí. Ủa, mình có quyền để xác không? Không, để xác thì được nhưng mà không có được đụng. Quỳnh, để xác nhưng mà không có được đụng nha. Không có được đụng. À, để hở. Còn đụng là biết mất tiêu rồi. Mở. Cô Quỳnh có đưa thẳng ba. Chưa đâu, chưa đâu nha. Chừng nào đếm nè. Thì chỉ cho Quỳnh nha. Ủa, mới có ba hả? Chưa nha, chưa nha. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại. Ready. Rồi chưa? Ready. 1 2 3 2 minutes go. Đúng không con? Đúng rồi Quỳnh, đúng rồi. Tiếp, đúng rồi Quỳnh, giỏi. Tiếp. Đưa đưa cỡ đó được á, trời chính xác luôn á. Cô Quỳnh cứ ấy mà nha, cỡ tự há miệng. Quỳnh đang làm đúng luôn á. Sao? Đúng rồi Quỳnh. Ủa anh Lập có thấy đường không mà sao đưa chính xác vậy? Rồi nhanh mình hết rồi nè. Con anh nuôi con hả, giỏi lắm nha. Đúc rồi. Con. Rồi hết. Con đây. Nói chung nếu mà dừng á là phải sao ở trong đó nha. Con mẹ dép dép. Hết rồi. Hết rồi. Rồi. Chị mở mắt thì đi. Rồi, đưa vô. Rồi đứng vô, chụp hình. Đứng vô chụp hình. Còn quá trời nè. Còn quá trời bên này đúc. Còn anh Duy nữa, anh Duy vô, anh Duy ơi chụp hình. Chụp hình. Để cho em chụp. Ủa, cho nè. Mình xong không hết vậy. Ủa, sao mặt Hương cái gì sạch vậy anh? Lao rồi hả? Dạ mọi người đến kiểm tra nha, nhóm bên này thua rồi nè, nhóm bên này còn. Dạ anh Lộc còn quá trời. Cái ly nào của em? Cái ly này là của anh gì đó? Anh Lộc. Sao không quét sạch vậy? Lộc, không quét đâu, quét quét rồi đâu, thấy đâu. Ly nào của em chụp mấy cái? Ủa anh đi tới này kìa. Đâu thấy đâu biết. Chuyện này là anh sao biết em mới đến nè. Cái ông gì nào cũng đét cái mặt mình nè. Vô lấy trong cái thùng cu lơ á. Nhớ đậy kỹ nha Quân. Quân. Chị Trang. Trang quay qua coi. Ông bóng chơi ông già ông quẹt cái mặt mà nó chơi. Đi rửa mặt đi. Không nhận vui thiệt. Thấy chưa? Mình thua hả em? Không phải đội nào mà mai mốt muốn chơi thắng cứ kiếm anh tính.